Nếu như mà chị Linh không mang thai thì anh hai sẽ không kết hôn với chị Linh, đúng không? Em nói vậy là sao? Em thấy lọ thuốc giảm cân chỉ còn là một ít ở trong vali của chị Linh. Chị muốn giảm cân để mặc dừa váy cưới. Và dòng eo của chị đã giảm rất là nhiều so với lúc thử váy cưới. Ai cũng biết mang thai thì làm sao mà uống thuốc giảm cân được. Thảo, chuyện này là sao? Thảo, chị biết là từ nhỏ tới lớn lúc nào em cũng không thích chị, nhưng mà em cũng đừng vì chuyện đó mà em đổ oan cho chị chứ. Được rồi, em không tin là chị có thai chứ gì. Được, chị đưa sổ khám thai cho em coi. Giấy khám thai? Hồi xưa anh hai cũng từng làm giả giấy khám thai đó thôi. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ chạy ngay ra nhà thuốc tây mua một cái que thử thai cho chị thử. Chị có dám thử liền cho mọi người coi không? Được, em đi mua đi. Linh, anh tin em, em cứ thử đi, không có gì phải sợ hết. Linh, em... Linh, sao vậy? Vậy là những gì Thảo nói là đúng? Là em gạt anh đúng không? Là em gạt anh đúng không? Không, không phải anh Lâm, không phải. Bây giờ chuyện đã lỡ vậy rồi, con cũng nói luôn cho mọi người biết, cái thai của Linh không liên quan gì tới con hết. Anh Lâm, Lâm, con nói cái gì vậy? Vì con nghĩ là tính bỏ Linh trong lúc con đang mang thai, nên con mới quyết định kết hôn với cậu, cho đứa bé nó có danh phận. Ôi trời ơi, chuyện của em và Tính tất cả chỉ là màn kịch cho em dựng lên để gạt anh thôi, đúng không? Ủa? Con biết là mẹ thương con, mẹ lo cho con, nhưng từ trước tới giờ con chỉ thương duy nhất một mình Thi thôi. Mẹ nghĩ là bây giờ con làm theo ý mẹ, con cưới Linh, con sẽ được hạnh phúc sao? Con có thể sống với một hạnh phúc ngưỡng ép như vậy sao? Lâm à, có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.